Giargo xin được chào các bạn. Trái đất tạm thời có 5 đại dương lớn, bao gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương. Chúng chiếm tới 71% diện tích bề mặt trái đất, 90% sinh quyển và 97% lượng nước trên trái đất thuộc về đại dương. Tuy nhiên, hơn 95% đại dương thế giới vẫn còn là bí ẩn và con người mới chỉ khám phá được 5% đại dương sâu thẳm. Vậy mà, 5% đó cũng đã đủ làm cho các nhà khoa học đau đầu, chật vật nghiên cứu suốt bao năm qua, cùng với vô vàn những bí ẩn khiến cho nhân loại không ngừng đưa ra những thắc mắc. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghiên cứu bí ẩn của Đại Tây Dương. Kho báu dưới Đại Tây Dương. Người ta ước tính rằng, trong suốt lịch sử nhân loại, có khoảng 3 triệu con tàu đắm nằm rải rác ngoài khơi Đại Tây Dương. Để tìm thấy những con tàu đắm chở kho báu cần rất nhiều thời gian, công sức và cả vận may. Từ lâu, hành trình tìm kiếm những con tàu đắm tiền tỷ này đã thu hút rất nhiều các nhà khảo cổ, thám hiểm, thợ lặn, những người chuyên săn tìm kho báu trên khắp thế giới. Có thể điểm qua một vài kho báu khét tiếng như sau. Con tàu vàng SS Central America. Tháng 9 năm 1857, trong một cơn bão, tàu SS Central America đã bị đắm khi đang vận chuyển 15 tấn vàng, tương đương khoảng hơn 26.835 tỷ đồng theo thời giá lúc Giargo làm video này. Con tàu đã được phát hiện và trục vớt vào năm 1987. Con tàu đắm SS Republic vào năm 2003 có trị giá 180 triệu đô la, tương đương trên 7.000 tỷ đồng theo thời giá lúc Giargo làm video này. Con tàu đắm SS Republic từng được tìm thấy bởi công ty Odyssey, một công ty thám hiểm đại dương rất nổi tiếng trong lĩnh vực tìm kiếm kho báu dưới đáy biển. Tàu đã bị chìm trong cơn bão năm 1865 ở ngoài vùng biển bang Georgia, Mỹ. Gần 14.000 hiện vật và hơn 51.000 đồng tiền vàng của Mỹ đã được tìm thấy. Những báu vật khác bao gồm hàng ngàn đồ thủy tinh, đồ gốm. Con tàu đắm Tây Ban Nha Atocha trị giá ước tính vào năm 1622 khoảng 450 triệu đô la, tức là khoảng hơn 386.000 tỷ đồng theo thời giá lúc Giargo xây dựng video này. Nuestra Senora de Atocha chở một khối lượng hàng hóa lớn đến mức người ta đã phải mất 2 tháng để chất hàng lên tàu. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà con tàu đã bị đắm. Atocha bị đắm ở ngoài khơi bang Florida, Mỹ hồi năm 1622. Tất cả những vàng, bạc, đồng, bột tràm, nhuộm vải và nhiều đồ trang sức đá quý khác đã bị chìm xuống đáy đại dương. Atocha được tìm thấy vào tháng 7 năm 1985 và người ta vẫn còn đang tiếp tục trục vớt những báu vật của con tàu này cho đến tận ngày nay. Ngoài những con tàu kể trên thì có rất nhiều những con tàu kho báu khác đã được trục vớt hoặc chúng vẫn còn nằm đâu đó dưới đáy đại dương tối tăm chưa được tìm thấy. Hố đen dưới đáy đại dương. Nhắc tới hố đen, có lẽ bạn sẽ nhớ ngay đến những hố đen đáng sợ khổng lồ bên ngoài vũ trụ. Nhưng nếu bạn muốn tận mắt thấy một thứ hoạt động như một hố đen thực sự ở cự ly gần, thì hãy đặt ngay một vé tới vùng biển Đại Tây Dương. Vào năm 2013, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich và Trường Đại học Miami, Mỹ đã phát hiện và nghiên cứu xoáy nước lớn nhất tại Nam Đại Tây Dương có đường kính lên tới 150 km. Thông qua quan sát hình ảnh vệ tinh và tính toán khoa học, các nhà khoa học đã xác định được ranh giới, nơi bắt đầu và kết thúc của mỗi xoáy nước. Qua đó, họ thấy rằng các xoáy nước cũng tương tự như lỗ đen trong không gian hay lỗ đen vũ trụ. Điều này đồng nghĩa với việc các xoáy nước cũng hút và bắt nhốt nước, giống như cách thức các lỗ đen nuốt chửng ánh sáng trong vũ trụ. Nếu như ánh sáng trong không gian không đi vào các lỗ đen mà uốn cong thành các vòng tròn ở xung quanh, thì ở lỗ đen đại dương cũng xảy ra điều tương tự. Nước không bị hút vào, mà quay xung quanh lỗ đen đại dương. Theo nhóm nghiên cứu, những xoáy nước đại dương khổng lồ này được các luồng nước cuốn tròn bao quanh dày đặc đến mức không thứ gì bị hút vào bên trong có thể thoát ra được. Điều đáng sợ nhất của một hố đen đại dương là thậm chí bạn không nhận thấy việc tàu thuyền đã tiến vào một xoáy nước này lớn tới nỗi rất khó có thể phát hiện ra trước khi quá muộn. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã thấy các hố đen đại dương này giúp luân chuyển nước mặn, vi sinh vật dưới nước, dầu và chất thải nhựa từ phía nam về phía bắc của Đại Tây Dương. Vật thể không xác định trong lòng Đại Tây Dương.
vào năm 2011, Ocean X-Team là nhóm thợ săn kho báu Thụy Điển đã phát hiện một vật thể lạ bí ẩn dưới đáy biển Baltic, vùng biển thông với Đại Tây Dương. Các nhà khoa học và chuyên gia săn người ngoài hành tinh vẫn không thể giải thích được nguồn gốc của nó. Theo trang tin tức news.com.au, nó được gọi là vật dị thường ở biển Baltic. Bề ngoài giống như con tàu vũ trụ Millennium Falcon trong bộ phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao. Ocean X-Team, nhóm thợ săn kho báu Thụy Điển phát hiện vật thể lạ ở độ sâu khoảng 83 mét. Khi tiếp xúc vật thể, hầu như mọi thiết bị của nhóm đều ngừng hoạt động. Stefan Hochborn, thợ lặn chuyên nghiệp, thành viên Ocean X-Team cho biết bất cứ thứ gì có điện như điện thoại vệ tinh đều ngừng hoạt động khi chúng tôi đến gần đối tượng. Ra xa khoảng 200 mét, thiết bị hoạt động trở lại. Tiến gần, nó lại ngừng hoạt động. Vật thể lạ bề ngang 61 mét, cao 8 mét, giống như một cây nấm khổng lồ. Có người cho rằng nó là một tàu ngầm của Nga hoặc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Một số người cho rằng nó là thiết bị chống tàu ngầm của Đức Quốc xã hoặc là một cổ súng máy. Nhóm thợ lặn lấy mẫu và gửi cho nhà địa chất học Steve Wiener. Sau khi kiểm tra mảnh vỡ, ông tuyên bố nó làm từ một thứ kim loại không có trong tự nhiên. Tuy nhiên, các thợ lặn cho biết mẫu vật mà họ lấy được chỉ ở vùng lân cận của vật thể. Cho đến nay, vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi về vật thể bí ẩn này. Thành phố dưới đáy biển. Ngày nay, Atlantis đã trở thành một khái niệm không còn quá xa lạ với chúng ta. Nhưng vào thời điểm lần đầu giả thiết về nền văn minh này được nhắc tới, năm 420 trước công nguyên, nó đã bị coi là nực cười và hoang đường. Nhà triết học Plato đã đề cập tới Atlantis trong giả thiết của mình như là một quốc gia hùng mạnh và nắm trong tay lực lượng hải quân khét tiếng giúp tôn địa vị Atlantis lên ngang hàng các lãnh thổ châu Âu khi đó, cũng như sở hữu một nền văn minh tột bậc đi trước nhân loại cùng thời điểm. Và điều khó tin nằm ở chỗ, những gì mà Plato đã miêu tả về Atlantis lại trùng hợp với nhiều địa điểm và sự kiện có thật đang dần được các nhà khảo cổ, các nhà khoa học khai phá mỗi ngày. Những phế tích cổ chìm sâu dưới đáy biển được tìm thấy rải rác ở khu vực Đại Tây Dương đang hối thúc các nhà khoa học đẩy mạnh tìm kiếm ở khu vực biển này với hy vọng sẽ tìm ra trái tim của đế chế Atlantis cổ xưa nằm ở đâu. Giả thiết hiện tại của các nhà khoa học, vùng đất huyền thoại ấy đã nằm ở đâu đó khoảng giữa châu Mỹ và châu Phi. Núi lửa phun trào trong lòng đại dương. Núi lửa phun trào là một trong những thảm họa tự nhiên. Núi lửa không chỉ phun trào trên đất liền mà còn phun trào ngay trong lòng các mảng đại dương. Vì sao đại dương chứa đầy nước biển mà lại không thể dập tắt núi lửa ngầm? Tại thời điểm núi lửa phun trào, vật chất nóng chảy trên 1000 độ C sẽ phun lên bề mặt trái đất. Nước biển tuy có thể làm giảm nhiệt độ của magma nhưng không thể ngăn cản sự phun trào của núi lửa. Vì nguyên lý hoạt động của núi lửa phun trào là do áp suất bên trong quá cao, trong khi nước biển không thể làm giảm áp suất bên trong trái đất. Do sự hình thành núi lửa và đám cháy khác nhau, làm cho nước biển không thể dập tắt núi lửa ngầm dưới đại dương. Vào năm 1960, người dân gần Iceland ở Bắc Đại Tây Dương đã chứng kiến một vụ phun trào núi lửa ngầm. Tác động của vụ phun trào này đã xô nước biển lên bầu trời hàng trăm mét, một lượng lớn tro núi lửa bắn lên bầu trời vài km. Sau khi núi lửa phun trào kết thúc, một hòn đảo được hình thành trong khu vực rộng khoảng 40 mét và dài 550 mét. Nhiều đợt phun trào núi lửa đã hình thành hòn đảo Searcy ngày nay. Đây cũng là hòn đảo trẻ nhất thế giới. Chỉ những nhà khoa học mặc quần áo vô trùng mới được phép đến đây để nghiên cứu và quan sát sự sống trên đảo. Ở miệng phun nhiệt của núi lửa dưới nước, nơi mà nhiệt độ lên tới hơn 450 độ C, các nhà khoa học tìm thấy một loài tôm không mắt Rimicaris hibisei. Tuy gọi là tôm không mắt, nhưng chúng lại có thị lực. Loài tôm này có cơ quan cảm nhận ánh sáng trên lưng, cho phép phát hiện mức độ chiếu sáng thấp. Người ta tin chúng sử dụng mức độ ánh sáng thấp này để điều hướng xung quanh các miệng phun thủy nhiệt. Mấy em tôm này có thể sẽ khá coi thường các thánh nhậu trên mặt đất mà sẵn sàng tuyên bố rằng đố các anh luộc chín được em. Nếu thả vào nước sôi 100 độ C, tôm núi lửa sẽ phải thốt lên: "Trời ơi, lạnh quá! Cứu em, cứu em!" Tam giác quỷ Bermuda. Sau hàng thế kỷ xảy ra những vụ máy bay, tàu biển mất tích và tai nạn không dấu vết, nhiều vụ các thủy thủ và phi công bị mất liên lạc,
đã biến mất mãi mãi ở vùng tam giác quỷ Bermuda mà đến nay vẫn chưa thể giải mã tường tận tất cả những bí ẩn xung quanh khu vực này, bao gồm khả năng nuốt chửng tàu biển và máy bay. Dù chính phủ Mỹ không công nhận tam giác Bermuda là một địa điểm hay mối đe dọa thực sự về mặt địa lý, nhưng những giả thuyết xoay quanh nó đã phát thảo nên bức tranh của sự bí ẩn, hoài nghi và cả sợ hãi. Tam giác Bermuda là khu vực biển nằm ở Đại Tây Dương, trải dài từ Puerto Rico, lãnh thổ thuộc Mỹ, Bermuda, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Miami của Mỹ. Ba điểm tạo thành ba cạnh của một tam giác và khu vực này được xem là có liên quan tới cái chết và mất tích của hơn 8.000 người. Ít nhất 50 tàu và 20 máy bay đã biến mất không dấu vết ở khu vực này kể từ thế kỷ 19. Sự bí ẩn này đã biến Bermuda trở thành chủ đề của những giả thuyết không có hồi kết. Có khá nhiều truyền thuyết rùng rợn về sự mất tích lạ lùng của các con tàu lớn trên vùng tam giác Bermuda. Hàng loạt giả thuyết đã được đưa ra nhưng chưa thuyết phục. Nếu đó là một vụ đắm tàu, vậy mảnh xác ở đâu? Vì sao không có cuộc gọi cầu cứu nào? Tàu đã đi về đâu? Mọi người bắt đầu chuyển hướng sang những giả thuyết nghe có vẻ phi lý như các quái vật biển bí ẩn, ví dụ một con mực khổng lồ đã gây ra vụ mất tích. Tới năm 1941, tàu hải quân Mỹ USS Proteus chở 58 người và rất nhiều kiện hàng từ St. Thomas sang khu vực bờ đông. Nó đột ngột biến mất ở tam giác Bermuda. Một tháng sau, tàu chị em với nó là USS Nereus tiếp tục biến mất với 61 người trên boong khi thực hiện hải trình tương tự. Năm 1945, bí ẩn về tam giác Bermuda tiếp tục được gợi lại khi 5 máy bay ném ngư lôi TBM Avenger cất cánh từ một căn cứ hải quân ở Lauderdale, Florida, Mỹ, biến mất trên Đại Tây Dương trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc máy bay mang số hiệu 19 của 5 chiếc máy bay dự kiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bay qua đảo Grand Bahama, Bahamas rồi bay theo hướng Tây Nam để trở về căn cứ. Tuy nhiên, trên đường về, chỉ huy đội bay Charles Taylor trở nên hoang mang khi la bàn bị hỏng và quân nhân này đã chỉ đạo đội bay theo hướng Đông Bắc vì nghĩ rằng họ đang bay về Florida, Mỹ. Thực tế là đội bay lại đi sâu hơn vào Đại Tây Dương. Khi đội máy bay bắt đầu tiến gần tam giác Bermuda, tín hiệu của họ yếu dần, cuối cùng mọi liên lạc bị cắt đứt và các máy bay đã biến mất không dấu vết. Thông điệp cuối cùng được ghi lại là một phi công nói rằng mọi thứ trông thật lạ, ngay cả đại dương phía dưới, giống như là chúng tôi đang tiến vào một vùng nước màu trắng. Chúng tôi hoàn toàn bị lạc rồi. Sự mất tích của chuyến bay 19 bí ẩn và khó hiểu tới mức một báo cáo của Hải quân Mỹ nhận định rằng cứ như là họ đã bay tới sao hỏa vậy. Năm 1948, một máy bay thương mại DC-3 đến từ Puerto Rico thuộc Hoa Kỳ chở theo 29 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn hướng về Miami, Florida. Khi chỉ còn cách vài chục km tới sân bay, cơ trưởng Robert Lindquist đã thông báo để xin được chỉ dẫn hạ cánh. Tuy nhiên, tín hiệu vô tuyến đã im lặng và máy bay không bao giờ xuất hiện trở lại lần nữa. Một năm sau, máy bay có số hiệu G0AGRE của Mỹ di chuyển từ Bermuda tới Kingston, Jamaica, nhưng bất ngờ mất tín hiệu liên lạc khi đi qua tam giác Bermuda. Dù thời tiết khi đó rất tốt và chuyến bay vẫn được theo dõi, nhưng nó đã không xuất hiện lại lần nữa. Năm 1963, tàu dầu SS Marine Sulfur Queen của Mỹ chở theo 39 người mất tích bất ngờ. Sau 2 tuần tìm kiếm, đội cứu hộ chỉ phát hiện ra vài mảnh vỡ và một vài chiếc áo phao. Cụm từ tam giác Bermuda chính thức được giới truyền thông Mỹ sử dụng năm 1964 khi họ nhận ra có nhiều vụ biến mất bí ẩn ở khu vực này. Tới những năm 1967, 1978, 1984, hàng loạt các vụ mất tích tàu chở hàng, máy bay tiếp tục xảy ra và nhiều vụ việc tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Sự bí ẩn kéo dài hàng trăm năm của tam giác Bermuda đã khiến nó trở thành chủ đề được quan tâm. Nhiều người đặt ra giả thuyết cho rằng đây là khu vực có người ngoài hành tinh hoạt động, trong khi nhiều người tin dưới lòng đại dương kia là một thành phố và một nền văn minh khác dưới nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đều chưa có bằng chứng rõ ràng. Thác nước dưới Đại Tây Dương. Nhắc tới thác nước, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay tới một dòng chảy hùng vĩ đổ xuống từ những ngọn núi cao. Và thác nước Ancho ở Venezuela là thác nước cao nhất thế giới với chiều cao 979m. Nhưng chính xác mà nói, thác Ancho được coi là thác nước cao nhất ở trên cạn. Còn trên thực tế,
bên dưới nhiều vùng biển vẫn có rất nhiều thác nước mà không phải ai cũng biết. Những thác nước dưới đáy đại dương to lớn hơn nhiều so với trên mặt đất, nhưng chúng ta không thể đo đạc và chiêm ngưỡng chúng. Từ những năm thế kỷ 19, những nhà khoa học đã phát hiện ra những thác nước khổng lồ dưới một số đại dương. Nhưng mãi tới sau năm 1960, khi khoa học phát triển mạnh, họ mới bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này. Thác nước dưới biển xuất hiện do sự chênh lệch mật độ giữa các vùng nước của đại dương. Nếu xét cả những thác nước này, thì Angel không thể giữ vững ngôi đầu bảng nữa. Thay vào đó, thác nước nằm ở dưới eo biển Đan Mạch mới là thác nước dưới nước cao nhất thế giới, được Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings chính thức công nhận kỷ lục. Đó chính là thác nước Denmark Strait Cataract, nằm ở giữa phía tây của eo biển Đan Mạch thuộc Đại Tây Dương, trên vòng bắc cực giữa Iceland và Greenland. Thác nước này có chiều rộng khoảng 200m, nước của nó đổ xuống độ cao 3.505m từ biển Greenland xuống biển Imingir, tức là nó cao gấp 3 lần thác Angel. Trung bình mỗi giây chảy được 5 triệu mét khối nước, gấp gần 25 lần lưu lượng của sông Amazon. Việc hình thành các thác nước ngầm dưới đại dương cũng duy trì sự cân bằng của nước biển sâu, đồng thời cũng ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng sinh vật. Đáng tiếc rằng thác nước đó nằm ẩn bên dưới mặt biển, nên nếu không có máy móc hỗ trợ thì những người yêu thích du lịch và khám phá rất khó có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng. Tất cả chỉ mới là một phần rất nhỏ về Đại Tây Dương. Nếu bà con nào có thêm thông tin về những bí ẩn khác của vùng biển này, hãy mạnh dạn công bố trong phần bình luận để cộng đồng mạng mở mang kiến thức. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GHGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.